Bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đầy Tân Á. Hôm nay Tân Á xin chia sẻ với các bạn mẫu nhà vườn cấp 4 mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Sử, chị Tú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mẫu nhà cấp 4 thiết kế theo phong cách hiện đại, bắt mắt với tông màu tươi sáng. Không gian mở tối đa, mang lại ánh sáng, nắng gió luôn ngập tràn trong ngôi nhà. Với kiến trúc mái Nhật đồ sộ màu xanh than đã giúp cho công trình thêm bề thế và cao ráo hơn. Công trình được thiết kế bậc tam cấp, ốp đá hoa cương vân mây màu sang trọng cao cấp. Chất liệu này mang tới sự sạch sẽ và chịu được áp lực rất lớn, mang lại vẻ đẹp bền bỉ và sang trọng. Đặc biệt, được kiến trúc sư tính toán rất kỹ càng để gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Ngôi nhà của gia đình anh Sử, chị Tú sử dụng tông màu trắng nhẹ nhàng tinh tế làm chủ đạo, tạo vẻ đẹp tươi mới tràn đầy sức sống, và màu trắng thì có vẻ đẹp trường tồn với thời gian. Chân móng sử dụng ốp đá thẻ màu ghi sám nhằm tránh khỏi những tác động xấu của thời tiết, kết hợp với hai trụ cột thiết kế vuông vức khỏe khoắn nhằm nâng đỡ cho hệ mái và giúp ngôi nhà luôn được bề thế và thông thoáng hơn. Toàn bộ hệ cửa của căn nhà cấp 4 gia đình của anh chị sử dụng nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực, giúp ngôi nhà luôn được sáng sủa và thông thoáng hơn. Với diện tích là 8 x 14,2, căn nhà của gia đình anh Sử, chị Tú được bố trí một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp công ăn, 3 phòng ngủ, 2 khu vực vệ sinh. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà cấp 4 mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Sử, chị Tú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!